sớm bình minh, mừng ngày Phật đản, gió lành ngát hương, bậc đại giác đã mở đường, quang minh chân lý làm gương cho đời chúng sinh trong biển luân hồi. Nghiệp sâu chướng nặng chơi vơi mê mờ, bè từ cứu độ nguy cơ cho người hướng thiện đến bờ an nhiên. Lạy Phật Tổ đấng đại hiền, chúng con quỳ trước đài sen nguyện cầu, cầu xin bốn biển năm châu đạo vàng sáng tỏ, nhiệm màu thế gian. Long lanh sương sớm bình minh, mừng ngày Phật đản, gió lành ngát hương, bậc đại giác đã mở đường, quang minh chân lý làm gương cho đời chúng sinh trong biển luân hồi. Nghiệp sâu chướng nặng chơi vơi mê mờ, bè từ cứu độ nguy cơ cho người hướng thiện đến bờ an nhiên. Lạy Phật Tổ đấng đại hiền, chúng con quỳ trước đài sen nguyện cầu, cầu xin bốn biển năm châu đạo vàng sáng tỏ, nhiệm màu thế gian. Trời mênh mang gió triền đàn, mừng mùa cánh đàn hân hoan muôn nhà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, tình thương thể hiện an hòa nhân sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, tình thương thể hiện an hòa nhân sinh. Hòa Thượng Trụ Trì Thích Nhật Quang
cùng toàn thể chư thượng tọa đại đức tăng, kính thưa quý Phật tử. Lời đầu tiên chúng tôi kính chúc các vị một mùa Phật đản an vui hạnh phúc, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Hôm nay kỷ niệm lễ Phật đản Phật đản 2554, các vị trở về Ấn Quang tham dự lễ đông đủ. Đây là một điều rất đáng mừng. Ngày Phật đản trên đất nước Việt Nam xem như đã được hồi sinh, được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ phương diện xã hội cho đến trong tinh thần của Phật giáo chúng ta. Xin thưa các vị, hôm nay kỷ niệm lễ Phật đản ngày đản sinh của Đức Phật lần thứ mấy nè? Đúng không? Hả? Hả? Chắc không? Xin thưa các vị, Phật lịch á thì là 2554, nhưng mà hoàn toàn không phải là ngày và năm kỷ niệm đản sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nếu phải nói rằng, nếu mà các băng rôn của các chùa đó mà chúng ta muốn để chính xác á, thì chúng ta phải để như thế này: kỷ niệm lễ Phật đản lần thứ 2634, rồi gặp một cái Phật lịch 2554 thì người ta hiểu. Người ta hiểu rằng Phật lịch được tính từ ngày Đức Phật nhập Niết Bàn. Còn để ngày đản sinh của Đức Phật phải cộng thêm 80 năm trụ thế của Đức Phật nữa mới đủ. Còn nếu không, chúng ta cứ tưởng tượng rằng khi để băng rôn vậy, chúng ta cứ nghĩ là Đức Phật từ đản sinh cho đến bây giờ là 2554. Chúng ta bị nhầm ngay chỗ này rất là lớn, mất đi 80 năm lịch sử. Cho nên ở đây chúng ta cần phải để ý. Xin thưa với các vị, ngày đản sinh của Đức Phật á, thì lịch sử chúng ta cũng đã được tìm hiểu ít nhiều. Hôm nay tôi đến với các vị mang tính cách là trong một thời gian được ban tổ chức cho phép là khoảng trên dưới một tiếng đồng hồ thôi, chứ không có như thường lệ mà thoải mái nữa. Vì vậy tôi cũng gói ghém trong cái thời gian này để chia sẻ với các vị, chúng ta trích dẫn một vài ý tưởng quan trọng trong cái quan điểm của Phật giáo mà với bài giảng chúng tôi đến với các vị hôm nay, đó là sự vĩ đại của Đức Phật, A Di Đà Phật. Để nói rằng sự vĩ đại của Đức Phật á, thì dường như cả cuộc đời của Đức Phật cái gì cũng vĩ đại hết. Nhưng mà chúng ta chỉ tóm tắt trong một cái phạm vi thời gian và chia sẻ một vài ý để chúng ta cảm nhận được sự vĩ đại đó thôi. Chứ kể nói rằng sự vĩ đại là cả cuộc đời Đức Phật cái gì cũng vĩ đại hết. Chúng ta là người phàm phu, người còn nhiều dở tệ hơn, cách nào mà sánh được với Đức Thế Tôn của chúng ta. Cho nên hôm nay để kỷ niệm ngày đản sanh này thì chúng ta rất là hân hoan, vui mừng chào đón. Có một bài thơ là nói Đức Phật là một Đức Phật xa đời, đau khổ lần nhẹ vơi, nụ tầm xuân vừa nở, hương bay ngát đất trời. Cái bài thơ này để tôn vinh cho sự có mặt của Đức Phật trên cuộc đời này. Và tôn vinh đó trong hai câu sau là nụ tầm xuân vừa nở, hương bay ngát đất trời. Đức Phật mới vừa đản sinh ra trên cuộc đời cũng giống như là một cái đóa hoa mới nở. Một đóa hoa vừa chớm nở thì nó đã hương bay ngát đất trời. Thì nói rằng Đức Phật chỉ vừa đản sinh trên cuộc đời là một cái niềm vui, một sự ban tặng hạnh phúc, an lạc vô biên, bằng cái câu của chúng ta từng nói: hạnh phúc thay làm sao? Đức Phật giáng sinh. Đây hoàn toàn hợp lý. Tức là sự có mặt của Đức Phật đồng nghĩa với sự hạnh phúc này. Vì vậy trong các kinh thường nói đến cái hoài vọng sự có mặt của Đức Phật trên cuộc đời là: sự có mặt của Đức Phật là ta ra đời vì lợi ích cho số đông, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc cho chư thiên và loài người. Vì vậy để thấy được giá trị của đạo Phật có mặt trên cuộc đời này đem đến hạnh phúc an lạc như thế nào cho loài người và chư thiên, thì chúng ta cùng tìm hiểu một vài ý tưởng sau đây trong cái phần chia sẻ này. Xin thưa các vị, Đức Phật là một vị Phật vô tiền khoáng hậu trong thời hiền kiếp. Từ quá khứ của thời hiền kiếp cho đến tương lai của thời hiền kiếp,
không có một con người nào có thể sánh ngang với Đức Phật cả, toàn thể vũ trụ này. Xác định là như vậy, chúng ta có chấp nhận hay không, sự thật vẫn là sự thật, muôn đời vẫn là như thế. Và Đức Phật được tôn xưng như là một vị A-la-hán chánh đẳng giác trên cuộc đời này. Các đệ tử của Đức Phật có khả năng chứng đạo ngang tầm với Đức Phật, nhưng gọi là A-la-hán thôi. Và sự chứng đạo này chúng ta cứ được cảm nhận như là một vị giáo sư tiến sĩ dạy tất cả các học trò của mình, thì các học trò của mình sau này trở thành gì? Trở thành gì? Tiến sĩ không? Cũng tiến sĩ như là thầy mình, nhưng mà có thể bằng thầy mình nổi không? Cái đó chúng ta phải thừa nhận rằng sự chứng quả của các thánh đệ tử Đức Phật ngang bằng với những gì Đức Phật chứng đạo, nhưng sự tuyệt vời nhất vẫn là Đức Phật, duy nhất một con người A-la-hán chánh đẳng giác trên cuộc đời. Vì vậy, khi chúng ta tìm hiểu về sự vĩ đại của Đức Phật, thì chúng ta biết rằng chính cái sự hiện hữu có mặt và lợi ích như thế nào trên cuộc đời mới có sự vĩ đại. Vĩ đại đây không mang cái nghĩa là chúng ta tự phô trương trước khi thực hiện một điều gì, mà chính cái sự có mặt qua quá trình lịch sử đã chứng minh được điều này. Cho nên chúng ta mới nói đó là một sự vĩ đại. Xin thưa các vị, sự có mặt của Đạo Phật là mở ra một thời đại của lòng từ bi, của lòng bác ái, của lòng bình đẳng, của trí tuệ, của nền đạo đức luân lý hoàn thiện nhất, bắt đầu khởi điểm từ luân lý đạo đức của Đức Phật ra đời. Nó đã khởi nguyên cho một cái gì? Một trật tự xã hội có tính cách như một tính xã hội học từ thời của Đức Phật. Vì vậy chúng ta nên biết rằng sự vĩ đại của Đức Phật tuyệt vời ở chỗ Đức Phật là một con người. Nếu chúng ta xem Đức Phật như một vị thần mà chúng ta từng tưởng tượng, cầu khẩn và chúng ta hình dung, thì Đức Phật không có vĩ đại lắm đâu. Đức Phật chẳng qua như các vị thần mà chúng ta từng tín ngưỡng. Quốc gia nào cũng có những vị thần để họ tín ngưỡng cả. Và Việt Nam chúng ta vô số các loại vị thần thánh để chúng ta tín ngưỡng. Và nếu chúng ta xem Đức Phật như vị thần thánh đó, thì Đức Phật cũng bình thường như các vị thần thánh của từng địa phương đã từng tôn trọng vậy thôi. Cho nên tuyệt vời ở đây ở chỗ Đức Phật là một con người. Do đó Ngài Narada là một tu sĩ của Tích Lan, Ngài có từng phát biểu trong quyển Đức Phật và Phật Pháp một câu như thế này. Ngài nói rằng không phải sinh ra đời Ngài đã trở thành một Đức Phật, mà Ngài trở thành một vị Phật bằng sự nỗ lực của chính bản thân Ngài. Có nghĩa là khi Ngài sanh ra đời, Ngài không phải là Phật trước. Phật chỉ mang cái tính lý tính, Phật tánh mà thôi. Mặc dầu tiềm ẩn trong con người Ngài là những hạt giống tuyệt vời, những hạt giống yêu thương, từ bi, bình đẳng và trí tuệ, nhưng sự thật Ngài vẫn như bao nhiêu chúng sinh trên cuộc đời này được sinh ra lớn lên bằng sự giáo dục dạy dỗ của một nền văn hóa đạo đức và văn học của thời Ngài đang sống, mà đặc biệt nhất tại xứ Ấn Độ thời bấy giờ. Vì vậy cho nên trong một cái bản kinh, đó là kinh Tăng Chi, có liên hệ đến sự có mặt của Đức Phật như thế này. Một hôm Đức Phật đang đi du hành trên một đoạn đường, thì có một vị bà La Môn, bà về La Môn đó tên là Đô Na, và bà mới thấy cái dấu, bà La Môn này mới thấy dấu chân của Đức Phật được in trên cát. Mà chúng ta biết rằng 32 tướng tốt của Đức Phật là có một cái tướng gọi là bánh xe chuyển pháp luân ở lòng bàn chân, tức là bánh xe này ngàn năng căm, là theo kinh diễn tả 32 tướng tốt là như vậy. Và dấu chân này in trên cát, cho nên bà La Môn mới nhìn thấy một cái dấu chân quá đặc biệt. Cho nên trong lòng hình dung rằng không biết cái vị Sa Môn Bà La Môn này là ai mà lại có một đức tướng tốt đặc biệt như thế này. Cho nên vì chỗ đó Bà La Môn Đô Na mới tò mò chạy theo và hỏi Đức Phật rằng, tức là dạ thưa Ngài, Ngài có phải là chư thiên không? Đức Phật lắc đầu. Vậy thưa Ngài, Ngài có phải là Càn Thác Bà không? Đức Phật lắc đầu. Vậy thưa Ngài, Ngài có phải là Quỷ Dạ So không? Đức Phật gật đầu ạ. Xin thưa các vị, Đức Phật cũng lắc đầu. Vậy Ngài có phải là gọi là các vị quỷ thần gì không? Atula không? Đức Phật tất cả đều lắc đầu. Vậy Ngài có phải là con người không? Ngài lắc đầu. Các vị gật chứ đâu phải Phật gật. Đức Phật cũng lắc đầu. Các vị có cảm thấy khó hiểu cái điều này không?
Trong kinh mới tóm lược lại như vậy, Đức Phật nói ta cũng không phải là chư thiên, ta cũng không phải là chư tiên, ta cũng không phải là Càn Tát Bà, ta cũng không phải là quỷ Dạ Xoa, ta cũng không phải là con người. Vậy các vị nghĩ Đức Phật là gì? Hả? Bó tay à? Xin thưa các vị, chính cái câu trả lời này mà các vị thấy rằng Đức Phật chính là một con người, mà một con người đặc biệt. Cho nên Đức Phật mới nói rằng nếu là một chư thiên, ta là một chư thiên hoàn toàn chấm dứt lậu hoặc, chấm dứt sinh tử. Nếu là một Càn Tát Bà, ta là một Càn Tát Bà chấm dứt lậu hoặc, chấm dứt sinh tử, không còn vô nhân tố tái sinh. Nếu là một A-tu-la, ta là một A-tu-la chấm dứt lậu hoặc, chấm dứt sinh tử, chấm dứt tái sinh. Và trong đó, nếu là một con người, ta là một con người hoàn toàn chấm dứt lậu hoặc, chấm dứt sinh tử, chấm dứt nhân tố tái sinh. Đây là câu trả lời của Đức Phật. Như vậy thì chúng ta thấy rằng giữa đời này Đức Phật sống ở dân gian này là cõi gì? Cõi gì? Cõi Ta Bà. Nhưng mà nói chung là cõi gì mà các vị sống? Các vị là gì? Người. Vậy thì cõi này cõi gì? Ừ, cõi người. Vậy thôi mà nãy giờ không nói. Chúng ta là con người, cứ việc nói cõi người là chính xác. Ta Bà ta gì đã chưa biết, nhưng mà trước hết nói con người chính xác. Như vậy khi Đức Phật thừa nhận mình là gì? Nếu ta là một con người sống trong cõi người, thì ta là một con người hoàn toàn chấm dứt lậu hoặc, chấm dứt sanh tử, chấm dứt nhân tố tái sinh. Như vậy Đức Phật có mặt trên cuộc đời là một con người. Cũng giống như lời kết luận của Ngài Narada là Ngài sinh ra không phải là một vị Phật, nhưng mà Ngài trở thành vị Phật bằng sự nỗ lực của chính Ngài. Như vậy khả năng thành Phật của Ngài trong cuộc đời này, Ngài là một con người và Ngài có khả năng giác ngộ tuyệt vời. Và những ý niệm tuyệt vời đó mang thông điệp của từ bi bình đẳng, mà nó mới có giá trị thực trên cuộc đời. Nếu Ngài là một vị Phật ở cõi nào thị hiện xuống, hay là một ông thần thánh nào để thị hiện xuống, thì tất cả những hoài vọng về tình yêu thương nhân loại, sự hy sinh của Ngài trên cuộc đời chỉ là sự biến hóa như là cái bộ phim Tề Thiên Đại Thánh Tây Du chúng ta diễn kịch chơi vậy thôi. Nó không có giá trị thật bằng trái tim và coi óc của con người được. Chính cái chữ vĩ đại của Đức Phật ở chỗ này. Cho nên tôi thừa nhận rằng nếu Đức Phật là một con người, tôi mới xem đó là sự vĩ đại. Còn Đức Phật là một vị thần thánh ở đâu rồi thì đây là không có vĩ đại, biến hóa chơi mà. Ngài có thừa cái khả năng này, Ngài có thể thăng thiên độn thổ, Ngài biến chơi, thì những cái hiện tượng xảy ra trong cuộc đời Ngài chỉ là trò chơi thôi, đâu phải là sự thật. Cho nên chính chỗ này chúng ta tìm hiểu qua hai ý tưởng mà chúng tôi muốn chia sẻ với các vị trong thời gian được cho phép. Đó là ý tưởng vĩ đại qua giáo lý từ bi của Đức Phật, bằng bản thân của Ngài đã chứng minh được điều này. Và sự tuyệt vời của Ngài bằng sự bình đẳng tuyệt vời trong cái thời của Ngài đang sống. Và ý nghĩa đó đã mang cái thông điệp từ bi bình đẳng cho tới bây giờ chúng ta là người học Phật đang thừa hưởng và thực hiện đây. Bây giờ chúng ta tìm hiểu qua một cái ý tưởng đầu tiên là sự vĩ đại của Ngài qua đức tánh từ bi. Tôi có thể cảm nhận được rằng những bậc thánh hay là các vị siêu phàm nói hai chữ từ bi thì tôi có thể đồng tình. Nhưng tất cả những Phật tử, thậm chí như tôi, mà để nói hai chữ từ bi thôi, tôi nghĩ chưa có trọn vẹn lắm đâu. Tất cả chúng ta có khả năng yêu thương ở mức cao tương đối như một lòng từ, chứ chưa có ai có khả năng có mức yêu thương ở lòng bi cả. Các bậc thánh tăng và một vài người có hạnh nguyện của Bồ Tát, tôi đồng ý chỗ này. Hai chữ từ bi này nó gói ghém, từ hay là bi nó đều mang nghĩa của yêu thương cả, nhưng mà nó khác à. Các vị nào nghe bài giảng tôi đã giảng Tứ Vô Lượng Tâm là từ bi hỷ xả rồi thì sẽ hiểu điều này. Một số vị nghe cái bài giảng tôi giảng tại Ấn Quang, đó là bài Thương và Ghét, thì cũng có cái ý tưởng này. Xin thưa các vị, từ cũng là yêu thương, bi cũng là yêu thương, nhưng yêu thương của lòng từ nó khác. Yêu thương của lòng từ nó mang cái nghĩa là chia sẻ. Cho nên gọi là từ năng giữ nhất thiết chúng sinh chi lạc, là lòng từ hay làm cho tất cả những chúng sinh được vui.
bi năng bạc nhất thiết chúng sinh di khổ, là lòng từ bi á, nó sẽ nhổ được tận gốc cổ của chúng sinh. Trong cái chữ bi nó cũng yêu thương, mà nó mang cái nghĩa, nghĩa gì? Ai nói được, đưa tay lên coi. Rất là giỏi, tôi cho các vị tràng pháo tay nè. Xin thưa các vị, chữ bi mang cái nghĩa hy sinh. Cho nên ở tất cả chúng ta là sống bằng lòng từ, chứ lòng bi chưa có. Trừ bắt đầu vô ngã, bắt đầu thực hiện Bồ Tát hạnh mới bắt đầu có lòng bi. Vì vậy Đức Phật mới biểu hiện lòng bi trọn vẹn. Chúng ta thấy ở xã hội chúng ta có một cái hội gọi là hội cái gì để gọi là thể hiện yêu thương? Ở từ thiện. Tại sao người ta không để gọi là hội bi thiện? Hả? Chúng ta đừng nghe nói chữ bi nghe khó hơn chữ từ thiện. Không có phải. Không đủ khả năng để hai chữ bi thiện, mà chỉ đủ khả năng trong sự từ thiện thôi. Từ thiện có nghĩa là gì? Lòng từ có nghĩa là chia sẻ. Làm ra được 10.000, tôi có thể chia sẻ với hội từ thiện 1.000, 2.000. Tôi được 10 bộ đồ, bây giờ người ta xin đồ, tôi thấy đồ bộ nào cũ cũ, tôi kiếm vài bộ tôi tặng cho người ta. Hay là ở đây tôi được một cái gì tôi chia sẻ với họ. Cái này gọi là từ nè. Có nghĩa là mình chia sẻ những gì mà mình thấy có được, mà mình nhín chia với mọi người. Cái này là từ thôi. Còn đem thân này vì chúng sinh, hay là nghĩ đến chúng sinh, mình dốc hết vì chúng sinh, cái này mới là bi. Nhưng mà chưa, có ai làm nổi chưa? Có ai nổi tôi xin mới coi. Xin thưa các vị, chính vì chỗ đó tôi mới nói rằng sự vĩ đại của Đức Phật ở chỗ là Đức Phật mới biểu hiện trọn vẹn đời sống của mình hai chữ từ bi. Trước hết, các vị thấy cái lòng từ bi của Đức Phật khởi điểm đầu tiên là bằng cái câu yêu thương, mà qua lời xin của Đức Phật qua 4 yêu cầu ly tu. Cái yêu cầu cuối cùng là gì? Ai nói được? Yêu cầu cuối cùng của Đức Phật với Phụ Hoàng để đi tu là cái gì? Đúng vậy, loáng thoáng đâu đó đó, hoàn toàn đúng. Trong yêu cầu là làm sao cho con trẻ mãi không già, làm sao cho con mạnh mãi không đau, làm sao cho con sống hoài không chết. Và câu cuối cùng để thể hiện từ bi là làm sao cho mọi người hết khổ. Nghe cái điều này. Và vì mọi người hết khổ cho nên mà Ngài phải hy sinh. Ngài hy sinh cả một kinh thành. Nếu mà Ngài còn ở lại thì Ngài trở thành gì? Thành vua. Mà vì chịu cứu khổ của chúng sinh, Ngài đã hy sinh đầu tiên là cho dầu đó là địa vị làm vua, Ngài cũng từ bỏ. Các vị thử làm một cái địa vị nhỏ nhỏ mà kêu các vị bỏ, các vị có cam lòng không? Đấu tranh tới cùng chứ, đúng không? Xin thưa các vị, dầu một quyền lợi nho nhỏ, chúng ta cũng không dễ dàng có thể chia sẻ với người khác nếu chúng ta chưa hiểu được ý nghĩa của từ bi này đâu. Vì vậy cho nên các vị mới thấy rằng khi Đức Phật đi tu là đã từ bỏ thứ nhất, đó là cả một kinh thành mà Ngài trở thành vua sau này. Cái từ bỏ nữa mang cái nghĩa là hy sinh nữa, đó là vợ đẹp con xinh. Các vị nhớ kỹ rằng Đức Phật cũng là một con người, cũng biết yêu thương, cũng có tình nghĩa, cũng đầy đủ. Nhưng vì sao vậy? Có phải Đức Phật cãi lộn với Yajudala rồi bỏ trốn đi tu không? Ủa không hả? Xin thưa các vị, một người chồng hay là một người vợ như biểu hiện như thái tử hay là nàng Yajudala quá tuyệt vời. Nếu chúng ta đọc lại lịch sử của Phật giáo, hay là đọc cái bộ Đường Xưa Mây Trắng, chúng ta sẽ thấy tuyệt vời chỗ này. Và đêm hôm tôi mới giảng về lịch sử Đức Phật Thích Ca đản sanh đến thành đạo, tôi có chia sẻ một chút trong đoạn này. Sau này có dịp nghe lại bài giảng đó các vị sẽ hiểu. Như vậy Đức Phật đã từ bỏ những tình cảm riêng tư của mình, ở chỗ là vì chúng sinh mà từ bỏ, chứ không phải là Ngài chán chê rồi Ngài từ bỏ. Hai cái này hoàn toàn khác nha. Một con người chúng ta sống ở trong gia đình không thương yêu nhau nữa, chúng ta thương yêu một người khác, hoặc người này làm khổ chúng ta bất mãn quá rồi, để gọi là bỏ, chuyện nó dễ khó? Dễ như ăn cháo, phải không? Nhưng mà hai người đang thương nhau tha thiết, không ai sai lỗi gì, chúng ta sống rất trọn vẹn, mà kêu các vị bỏ dễ hay khó? Các vị có, các vị biết á. Xin thưa các vị, nó là như vậy. Như vậy khi Đức Phật đi tu cũng là hy sinh nữa. Cái này không mang nghĩa từ mà đang mang nghĩa bi. Hồi nãy giờ tôi nói như vậy, yêu thương một cách hy sinh trọn vẹn. Rồi cuối cùng tất cả những gì có được của Ngài, Ngài để tìm cái gì? Trở thành một vị khất sĩ, không nhà, ăn cơm phải đi xin,
và tu hành qua 6 năm trường gian khó và những tháng ngày tu khổ hạnh để trở nên một thân xác gầy còm yếu đuối sắp chết bên bờ sông Ni Liên Thiền. Mà cho dầu có thể Ngài nghĩ rằng ta có thể chết trên con đường đi tầm đạo, Ngài có thối lui không? Không thối lui. Như vậy cái nghĩa bi rất là tuyệt vời. Dầu ta chưa tìm được con đường giải thoát cho chúng sinh mà ta có chết đi chăng nữa, ta cũng không bao giờ thối lui con đường này. Đó là từ bi trọn vẹn. Hôm nay chúng ta đi tu khó khó một chút, chùa nào ở được chạy chùa khác khó khó một chút nữa, tu không được tôi về nhà sướng hơn. Phải vậy không? Chứ sao? Chỗ nào dễ tu, chỗ nào khó quá nghỉ. So sánh giữa ta và Đức Phật khoảng cách quá xa vời. Cho nên chính cái chỗ đó mà kinh Tứ Thập Nhị Chương khi Đức Phật dạy một câu trong đó là: ta xem địa vị công hầu như đôi dép bỏ, xem vàng ngọc lũa là như đồ dẻ rách. Hai câu này Đức Phật nói lên ai cũng công nhận hết. Nhưng mà tôi mà nói rằng tôi xem địa vị công hầu như đôi dép bỏ, xem vàng ngọc lũa là như đồ dẻ rách, chắc chắn có người chề môi một tấc liền. Có phải vậy không? Quá xa. Chúng ta thấy rất rõ ràng điều này. Cho nên khi Đức Phật nói điều đó, mọi người đều công nhận Ngài đã làm được mà. Ngài làm tất cả những điều gì Ngài nói trên cuộc đời. Như vậy cái khởi điểm để chứng minh cho sự từ bi của Đức Phật vĩ đại này, Ngài đã thể hiện bằng suốt cuộc đời của Ngài, chứ không phải bằng một giai đoạn nào hết cả. Từ sự sinh ra có mặt, từ sự nhìn thấy sự thấu đáo nỗi đau khổ của chúng sinh mà Ngài đã từng chứng kiến thấy được rồi, sự đi tu học, và khi Ngài đắc đạo, Ngài đem lợi ích cho chúng sinh như thế. Khi trở thành một vị Phật là được người trời cung kính. Nhưng mà cho dù Ngài là một vị Phật, nhưng Ngài không bao giờ xem mình có một cái gì để gọi là khác biệt với chúng sinh cả. Vẫn yêu thương tất cả mọi người. Và Đức Phật từng thể hiện cái tình cảm của mình với tất cả chúng sinh bằng cái câu gì mà thể hiện gần gũi nhất? Xin thưa các vị, cái lời để biểu hiện được sự từ bi của Đức Phật đối với chúng sinh là: ta thương yêu tất cả chúng sinh như ra hầu la không khác. Mà ra hầu la là ai? Là con của Ngài. Cho nên vì vậy chúng ta có thể thương tất cả chúng sinh, chúng ta cũng có thể thương mọi người đau khổ. Những Phật tử ở đây chúng ta có đầy đủ tình cảm đó. Chúng ta đi thấy một người nghèo khó bên đường, thương không? Chúng ta vô các bệnh viện ung bướu thấy những người bệnh tật đó, thương không? Chúng ta vô những trẻ mồ côi thấy những đứa này không cha không mẹ cung cấp nuôi dưỡng, thương không? Thương. Nhưng mà chúng ta có thương được bằng con ta chưa? Không thể. Có thương mà không thể. Cho nên chúng ta mới dừng lại ở chỗ từ thôi chứ chưa có bi. Cho nên người tu sĩ chúng ta nói hai chữ từ bi thì thuộc lòng. Mới vô chùa là biết hai chữ từ bi rồi. Nhưng mà nói không khéo, chúng ta rất là hổ thẹn khi phát ngôn về hai chữ từ bi này. Vì vậy Đức Phật đã thể hiện được điều đó. Cho nên Đức Phật thương tất cả chúng sinh, tất cả những người ác, người hiện, người thiền, Đức Phật thương bình đẳng như nhau. Còn chúng ta thương chúng sinh là thương có điều kiện. Ai dễ thương thì thương, ai giúp đỡ được cho mình thì thương. Còn ai dễ ghét, ai xấu, hay là ai từng hãm hại mình gì đó, hay là địa vị hơn tôi, giàu hơn tôi, đẹp hơn tôi, chảnh hơn tôi, cắt cái đó chả thương thằng nào hết. Có phải vậy không? Cho nên chúng ta thấy thương ai dưới hơn mình thương, dễ thương hơi thương, ai giúp đỡ mình thương, ai theo ủng hộ nhiệt tình mình chút thương. Chúng ta thương như vậy. Còn Đức Phật không có. Dầu người này đến với Đức Phật bằng thiện tâm thì từ bi của Đức Phật vẫn như vậy. Người này đến với Đức Phật bằng ác tâm thì tình của Đức Phật đối với người này vẫn như vậy. Các vị có thấy khi nào Đức Phật nguyền rủa Đề Bà Đạt Đa không? Đức Phật có nói: Đề Bà Đạt Đa ơi, ông ác quá, ông hại ta, từ vô lượng kiếp đến bây giờ ông sẽ đọa A Tỳ địa ngục. Có nghe Đề Bà Đạt Đa có không? Không có. Đức Phật không nguyền rủa ai hết á. Mà Đức Phật còn nói rằng sở dĩ ta thành Phật hôm nay là nhờ vô lượng kiếp Đề Bà Đạt Đa làm Bồ Tát nghịch hạnh để ta sớm thành đạo. Như vậy Đức Phật đâu có ghét Đề Bà Đạt Đa đâu. Mà ta đọc sử ta thấy Đề Bà Đạt Đa ta ghét không? Ghét thiệt á. Hồi đó tôi đọc tôi cũng ghét nữa. Dễ ghét thiệt á. Đức Thế Tôn hiền thiện dễ thương như vậy mà cứ phá hại hoài, sao mà không ghét? Chính chỗ đó mà tôi không có thành Phật nổi là cái chỗ này. Xin thưa các vị, nó là như vậy. Khi các vị đọc sử, các vị thấy rằng chàng Vô Não là một anh chàng bị đầu độc bởi ngoại đạo. Đầu độc rằng nếu ngươi này giết được
1.000 người và cắt lấy 1.000 ngón tay sâu thành chuỗi để đeo, thì người đắc đạo. Anh này trở nên một kẻ cuồng tín và đi giết người để cắt lấy ngón tay để làm chuỗi đeo để được đắc đạo. Đã giết 999 người rồi. Còn một người nữa bây giờ không tìm ra, cuối cùng nghĩ cái cách là thôi về nhà giết mẹ. Sự thật giết mẹ không mang ghét mẹ, không ác tâm, mà chỉ vì cuồng tín muốn đắc đạo mà làm, chứ không phải là sự ác này. Đức Phật biết được điều đó, Đức Phật hiện thân ra để cho anh chàng này bỏ mẹ mà đi rượt theo Đức Phật. Rượt hoài không kịp, và cuối cùng nhân duyên đó mà Đức Phật đã độ. Tôi không cần nói chi tiết. Và khi ở Ấn Độ tôi làm bộ phim Phật Quốc Ký Sự, tôi có đến cái tháp này. Cái tháp của Ngài Vô Não này nó gần với cái tháp của Ngài Trưởng Giả Cấp Cô Độc á, cách nhau chừng khoảng 100 mét à. Bây giờ vẫn còn những nền gạch này của một bậc thánh tăng và của một vị đại trưởng giả thời Đức Phật. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật độ được Vô Não, cho dầu Vô Não chạy theo mà chém Đức Phật, Đức Phật cũng không có một cái ác niệm nào, mà càng khởi từ bi hơn, thương yêu hơn, bởi vì biết người này đang trên đà ác nghiệp. Cho nên khi mà Vô Não chém hoài ngày không được á, thì Vô Não mới hỏi một câu: này Cồ Đàm, tại sao ông đi những bước chân rất bình thường mà tôi chạy hoài không kịp ông? Đó. Tôi xin mời ông đứng lại. Đức Phật nói: ta đã đứng rồi, có người đang chạy á. Và lúc đó ông hỏi tại sao, thì Đức Phật nói: ta đã dừng trên ác nghiệp, còn ngươi đang chạy trên ác nghiệp, thành ra ngươi không bao giờ có thể chạm được thân của Như Lai. Cho nên ở quan trong cuộc đời, cái chỗ là người ác không thể hại nổi người thiện là ở chỗ này. Bằng cách nào cái tính thiện vẫn chiến thắng trên cuộc đời này, cho dù gian khó cách nào, rồi cuối cùng tính thiện vẫn là một chân lý. Xin thưa các vị, chính đó là lòng từ của Đức Phật. Và Đức Phật đâu có khởi một cái niệm nào chán ghét và thấy những kẻ khó độ từ bỏ đâu, cho dù là Vô Não. Hay là các vị thớ kỹ là trên đường du hóa của Đức Phật, Đức Phật có gặp một em nhỏ chăn trâu ở bên đường. Rồi khi em nhỏ này gặp Đức Phật, em nhỏ làm gì? Em nhỏ này đang nắn đồ chơi bằng đất. Gặp Đức Phật quá cung kính mới đem dâng lên Đức Thế Tôn cùng đất. Nếu bây giờ chúng ta đi khất thực mà ai xách đất ra cho, chúng ta nghĩ sao? Mặc dù không nói ra nhưng mà trong lòng nó láo thiệt á. Các vị không tin hỏi mấy vị khất sĩ á, có những vị ôm bát đi ra giày này, gặp mấy người chơi khăm á, chặt nguyên trái dừa nạo bỏ vô cúng dường đẩy bát luôn. Ngày đó ăn trái dừa nạo xong, xin thưa các vị, ôm trái dừa nạo chứ cũng khó chịu lắm chứ, nếu mình chưa thôi. Tôi nói này là bất đắc dĩ thôi, mai mốt đừng làm kiểu đó với mấy vị khất sĩ nha, không có nên đó. Khi một em chăn trâu về đang chơi đất, thấy Đức Phật dâng lên, Đức Phật dâng hai tay nhận lấy. Nhận lấy như nhận vàng bạc, như nhận tất cả những gì mà chúng sinh thành kính dâng cúng, các loại thực phẩm hay tứ sự khác. Ngài nhận lấy và Ngài thọ ký cho các cậu bé này, trong bao nhiêu kiếp về sau cậu bé này sẽ thành Phật, nhờ cái nhân tố mà một bồ đề tâm thiện tâm cao độ như thế này. Và Ngài mới đưa A Nan, Ngài nói: A Nan à, ngươi hãy đem cái này về mà hãy chép lên cái thư phào thất, phòng thất của ta. Và hương thất này vẫn còn nằm ở khu vườn của Cấp Cô Độc. Các vị xem lại bộ phim Phật Quốc Ký Sự, tôi có biết cái phần hương thất của Đức Phật vẫn là một cái nền gạch rêu phong còn sót lại trên đất Ấn Độ. Xin thưa các vị, tôi không làm được điều này như Đức Phật, nhưng mà tôi có làm một cái chuyện mà học lốn theo Đức Phật thôi, nhưng mà không thể sánh bằng. Nhưng mà dường như tôi có kể câu chuyện này trong một cái đĩa gọi là Sống Vì Người Tôi Yêu. Đĩa này tôi giảng tại Mỹ. Đó là một hôm tôi đi giảng ở Long An. Khi đi giảng xuống rồi thì có một cô Phật tử từ đằng xa đối diện đi lại, mặc áo tràng trang nghiêm như các vị, trên tay cầm một nắm hoa, nhưng không phải là hoa ly, hoa liếp hay là hoa lan như thế này, những hoa vũ nữ hay là bông hồng như thế này. Đó là một nắm hoa dại, bao gồm hoa cải trời, hoa gì đó, một vài lá cây lung tung trong đó. Có cả một cái khúc của hoa bông chuỗi nữa, là trái vàng vàng nhỏ nhỏ đó, hoa chuỗi á.
cô cầm cô đi đằng xa lại và gặp trước mặt tôi, tự nhiên cô quỳ xuống, tôi giật mình, tôi mới đỡ cô dậy. Sau khi cô quỳ xuống và cô lấy nguyên nắm qua đó đó, cô dâng lên tôi mà cô khóc. Cô nói thưa thầy, con nghèo quá, con không có gì để cúng dường. Cho nên hôm nay con biết thầy đi giảng đây, con xin cúng dường thầy một bó hoa này là hoa dại, để con nhờ thầy chú nguyện cho con thoát khỏi cảnh đau khổ này. Vừa nói hai hàng nước mắt rơi. Tôi đỡ cô về, tôi nhận bó hoa đó, và tôi cảm thấy bó hoa đó nặng như là một ký vàng trên tay tôi vậy đó. Tôi cầm về bó hoa đó, xin thưa các vị, tôi giữ trên đầu nằm tôi là 3 tháng. Có một điều như thế này, hoa đó chẳng qua là chừng một tuần sau nó đã héo và nó đã rời cành, nó trơ củi hết rồi. Nhưng mà có một điều rằng thay vì tôi có thể gói nó được trong giấy và tôi bỏ vào sọt rác, đó là chuyện bình thường. Cái chuyện đó không ai trách tôi và tôi làm việc vậy không sai. Nhưng mà mỗi một lần tôi ý định đó là tôi nhớ lại cái hình ảnh đó, tôi không đành để tôi làm điều đó. Tôi không đành làm điều đó cho nên tôi cứ để trên đầu nằm như vậy hoài. Và nó khô lại và hình ảnh đó tôi giữ tới 3 tháng như vậy. Rồi cuối cùng cũng bỏ thôi. Nó mục, nó ẩm lên rồi cũng bỏ. Nhưng tôi muốn nói với các vị là mỗi một lần làm như vậy, mình nhớ đến một con người như vậy. Họ không có khả năng khác mà bằng tất cả những gì họ có thể có làm được, họ làm cho mình. Cho nên tôi cảm thấy rằng nắm hoa này tuy nhỏ nhưng mà cái lòng của họ lớn quá. Cũng như Đức Phật họ nhận cái nắm đất của một em chăn trâu. Tôi không được như Đức Phật, nhưng mà cái gì khả năng tôi làm được, tôi cũng gắng học đòi theo Ngài. Đó là những gì chúng ta làm được đó. Và trên cuộc đời này tất cả các vị đều làm được hết đó. Từ bi của Đức Phật mang tính cách là ứng dụng trong cuộc đời này, chứ không phải để nói. Và chúng ta học được đạo từ bi của Đức Phật, chúng ta cũng phải làm gì trong cuộc đời. Hai chữ từ bi này nói thuộc lòng ai cũng nói được, nhưng để sống và làm theo lời Đức Phật dạy không dễ đâu. Bởi vì tính phàm phu, ích kỷ, đố kỵ, hờn ghen, phân chia thế này thế khác, tham vọng, nó lớn trong con người mình dữ lắm. Cái này không ai dạy mình hết á. Tự thân nó có từ vô lượng kiếp, sinh ra là nó đã như vậy như vậy. Chỉ quan trọng nhất một điều là hãy vận dụng giáo lý của Đức Phật mà đào thải, mà rốt rửa, mà làm cho sạch cái tâm này đi để bớt á. Còn không thấy gì, chứ đừng có nói mà cứ ôm chấp theo cái cuộc đời của mình. Nhưng mà chúng ta là như vậy. Chúng ta nếu chưa học được Phật Pháp, chúng ta thấy rằng những hành động đó chúng ta nghĩ là mình đúng, mình cứ làm đi, cái việc đó của mình mà. Cái việc đó mặc kệ thiên hạ, chúng sinh này kia, chúng ta không cảm thấy xót xa và chúng ta không cảm thấy rằng cần phải suy tư tới. Nhưng mà chúng ta ôm giữ để làm gì? Ôm giữ để không có phước báo, ôm giữ để rồi chết cũng để lại cho đời. Tất cả những điều đó đôi khi chúng ta đẩy vào trong cái vấn đề tệ nạn. Chúng ta làm tất cả mọi việc cho cuộc đời ta bằng bao nhiêu cũng được, nhưng một chúng sinh nghèo khổ chúng ta không biết dao động. Loài người chúng ta bắt đầu khép lại tình thương này thì sự đau khổ sẽ lan tràn. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy rằng có một câu mà từng nói rằng là từ bi phải được thể hiện bằng đôi bàn tay dâng tặng, chứ không phải chỉ nói bằng đầu môi chót lưỡi. Tôi mong rằng người Phật tử cũng thấy sự vĩ đại của Đức Phật này mà bắt đầu tập yêu thương. Chưa được lòng bi như Đức Phật thì chúng ta sống bằng gì? Bằng lòng từ cũng là tốt rồi, được vậy là quý lắm rồi. Cho nên đó cũng là một phần để chúng ta thấy được sự vĩ đại của Đức Phật. Mà tôi muốn gói ghém các vị một ý tưởng đầu tiên trong sự vĩ đại, đó là từ bi. Qua một sự vĩ đại nữa mà chúng ta cần thấy, đó là ý tưởng bình đẳng của Đức Phật. Bình đẳng ở câu là giữa Ngài và tất cả thân phận của chúng sinh, Ngài xem không hơn không kém. Mặc dầu trên thực tế Ngài hơn kém rất là xa. Địa vị khi Ngài chưa đi tu là một thái tử dĩ nhiên hơn một cái bàn dân ở ngoài khô rách áo ôm. Mà nhất là Ấn Độ thời kỳ của Ngài đang sống là có 4 giai cấp, không? Giai cấp để gọi là giai cấp đóng vai trò nghi lễ tôn giáo, đó là giai cấp Bà La Môn. Và người ta được liệt vào một giai cấp cao nhất để mang tính cách là Bà La Môn giáo dục tế tự và tất cả mọi thứ mang tính cách nghi lễ. Giai cấp thứ hai trong thời của Ngài là giai cấp Sát Đế Lợi, có nghĩa là giai cấp gồm những thành phần vua, quan và tất cả những người làm việc của triều đình. Giai cấp thứ ba là giai cấp Tệ Xá, tức là những giai cấp thương thuyền, nông dân, buôn bán và tất cả những người có nghề nghiệp trong xã hội. Giai cấp cuối cùng là giai cấp nô lệ, tức là giai cấp Thủ Đà La. Giai cấp này suốt đời chỉ đi phục dịch, làm thuê mướn,
để tìm cái giá cơm manh áo từ những giai cấp trên mà thôi. Đời sống của những người này, cái thời kỳ của Đức Phật đang sống, giai cấp này còn thua một loài súc vật, hành hạ khinh khi, bóc lột đủ thứ điều. Mặc dù hôm nay giai cấp này nó không rõ ràng như thời kỳ Đức Phật, nhưng hiện giờ Ấn Độ vẫn còn. Và bây giờ khi chúng ta qua Ấn Độ, chúng ta thấy rất rõ rệt. Ấn Độ sống giai cấp tự thân của nó tiềm tàng là như vậy. Mặc dù bây giờ không có giai cấp vệ xá, thủ đà la hay là sát đế lợi hay là bà đà môn hay là cái gì nữa cả, nhưng mà mặc định của xã hội nó rất là rõ ràng như vậy. Chúng ta qua tới đó Ấn Độ, chúng ta thấy sống hai cái đời sống phản ảnh nhau một cách hoàn toàn 100%. Một đời sống giàu sang cao chất lắm, một đời sống hèn hạ chưa từng có bên vệ đường cũng sát bên đó. Bên đây là nhà lầu cao chất nhất, bên dưới là những người nằm dạ ở nơi đó, sống qua ngày, đoạn tháng mà không có một mảnh mền che thân lúc mùa lạnh. Tất cả những điều này Ấn Độ đang còn. Cho nên mấy thầy mấy cô khi sang học Ấn Độ á, vào mùa lạnh á, là cỡ khoảng cuối tháng 11 của mình trở lên, cho đến cỡ khoảng đầu tháng 3, tức là thời điểm này ở Ấn Độ rất là lạnh. Các vị biết mấy thầy mấy cô hay hùng tiền nhau đi mua mền cho những người không nhà đó. Các vị thấy như thế này, mình ở trong phòng, mình có chăn ấm nệm êm, thậm chí có thêm cả lò sưởi, mà mình chịu đời không nổi, không dám thọt tay rửa một cái chén nếu không có nước ấm. Thọt vô rửa như thế này chưa xong được nửa cái chén là quéo cái tay còn hơn chúng ta cầm nước đá nữa. Vậy đó mà ở bên vệ đường, vô số người nằm lang thang như vậy, mà cái áo nó thiệt với các vị mỏng hơn áo của tôi nữa. Chỉ như vậy thôi, và một tấm mền rách nát, nằm ngủ ăn và sống như vậy đó ở bên đường, các vị nhắm chịu đời nổi không? Cho nên tại sao mùa lạnh dân chúng Ấn Độ chết nhiều, làm sao chịu đời nổi, không chết nhiều. Nhưng mà có một điều rất lạ là họ đi qua đi lại vô ra họ tỉnh bơ à. Mình thấy mình có một cái gì đó xót xót. Cho nên tôi có nói với một vị giáo sư ở Ấn Độ, tôi có nói một câu thế này: đất nước của ông á, nó có một nền tín ngưỡng, trong đó có Phật giáo mà không biết ứng dụng cho đất nước Ấn Độ để bình đẳng hơn, cuộc sống tốt đẹp hơn, mà tôn trọng những thần linh á, là đất nước Ấn Độ á, cứ bao nhiêu cũng cúng, sửa đường tiền bạc tất cả cúng, đền đài xây chất ngất ở Ấn Độ bao nhiêu cũng được. Nhưng mà chỉ có một điều, những bàn dân thiên hạ nghèo này không làm được. Tôi nói thần thánh của ông có mặt là vì chúng sinh nghèo, chứ đâu phải thần thánh ông có mặt để kiếm những cái đền đài này mà ở. Cho nên á, nếu muốn thực hiện hoài vọng của các thần thánh á, là phải vì con người, chứ đâu phải là thần thánh buộc chúng ta vì thần thánh để được cái gì. Nếu sự có mặt của thần thánh mà buộc mọi người vì thần thánh, ông đó cũng chả là thần thánh gì cả. Đức Phật làm được điều đó, tại sao chúng ta không làm? Cho nên từ thời của Đức Phật, các vị nhớ kỹ, Đức Phật đã xóa được giai cấp này. Thời kỳ Đức Phật không có giai cấp gì cả. Đức Phật tuyên bố một câu: không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn. Đây là một cái câu để gọi là tuyệt vời của Đức Phật. Và thời kỳ của Đức Phật, những khoảng cách của những đời sống này đã được Đức Phật thực hiện, và Đức Phật đã ươm mầm cho các vị vua chúa, những người lãnh đạo thời kỳ của Ngài đã bắt đầu xóa bớt và có một cái quan niệm quan tâm đến đời sống của những người đau khổ, để bớt đi những cái ngăn cách này. Và ít nhất khoảng 300 năm sau thời kỳ của Đức Phật nhập Niết Bàn thì cái tinh thần này mới bị Bà La Môn giáo lấn át trở lại. Còn trong thời điểm của Đức Phật và sau đó khoảng 100 đến 300 năm, tinh thần bình đẳng này vẫn còn giữ tuyệt vời. Vì vậy cho nên các vị thấy rằng khởi thủy trong lịch sử của Đạo Phật tuyệt vời ở chỗ là vai trò bình đẳng của nam nữ. Chúng ta thấy không? Đầu tiên trong giáo đồ của Đức Phật mà có nữ giới như thế này là cái chuyện đầu tiên trong lịch sử. Chưa bao giờ tôn giáo nào trong lịch sử trước ngày và sau thời đại này có cả. Mà Đức Phật là người tiên phong trong cái thời đại đó, Ngài đã chấp nhận cho nữ giới đi tu, đã bị sự phản ảnh của biết bao nhiêu, từ vua chúa cho đến tất cả mọi cái tôn giáo khác chỉ trích Đức Phật. Người ta không thừa nhận vai trò nữ giới, nhưng Đức Phật vẫn nói trong kinh một câu như thế này: nếu phụ nữ đi tu bằng cả một sự quyết tâm, nỗ lực tinh tấn không ngừng, thì nữ giới cũng có khả năng chứng đắc A-la-hán như các bậc nam giới. Cho nên các vị thấy tinh thần bình đẳng này mang tính cách tuyệt vời. Do đó trong giáo đoàn của Đức Phật không phải là nam không, mà gồm nữ nữa.
không phải là giai cấp vua chúa không, mà bao gồm những giai cấp hạ tiện, bàn dân. Đặc biệt nhất chúng ta được biết đó là Ambabali, phải không? Ambabali là một người kỹ nữ trong kinh thành Tỳ Xá Ly, vẫn được Đức Phật giáo hóa và cho đi tu. Và thật sự sau này Ambabali vẫn chứng ngộ như thường, mặc dù trước đó là bà là người kỹ nữ nổi danh đó. Như vậy chúng ta thấy rằng có cả một cái người gánh phân như Ni Đề. Khi trên đường Đức Phật du hóa gặp Ni Đề, Đức Phật mới bảo anh ta lại. Anh ta mới đứng cách xa nói này: này Sa Môn Cồ Đàm, ngài đừng đến gần tôi sẽ bị những giai cấp khác đánh chết. Đức Phật hỏi tại sao vậy? Nói là bởi vì tôi là một người giai cấp hạ tiện như thế này, tôi chỉ đi gánh phân cho mọi người thôi, tôi không dám gần những cái người quyền quý cao sang hay là những giai cấp cao là sát đế lợi như ngài đâu, tôi sẽ bị mọi người trừng phạt đó. Đức Phật nói như thế này: ta không có giai cấp gì cả, không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn. Ngươi với ta cũng bình đẳng trên con đường Phật tánh mà thôi, chẳng qua vì nghiệp cảm ngươi phải như vậy. Nếu ngươi tu tập, ngươi cũng có thể chứng đắc như ta hay là các đệ tử của ta. Và vì vậy Đức Phật tự thân ngài lấy tay dẫn Ni Đề đi xuống sông tắm rửa và dẫn về cho tu hành. Các vị thấy hành động đó Đức Phật làm được, chắc gì chúng ta có thể làm được những điều đó. Cái sự bình đẳng của ngài là không có sự phân biệt, người này nghèo khổ hạ tiện hay gì đó, còn người kia quý phái gì đó, tất cả dưới giáo đồ của Đức Phật là như nhau. Cho nên khi mà các vị đi tu, đầu tiên là cái bà Gotami, tức là bà Mahabasabade là mẹ nuôi Đức Phật á, tức là người sau khi mà bà Maya tu nhân sanh thái tử được 7 ngày là qua đời, thì bà Mahabasabade này là em ruột của bà Maya và cũng tiếp tục thừa kế để nuôi cháu mình và xem như con ruột của mình đó. Sau này đi tu, bà làm những người trong dòng tộc của họ Thích Ca quyền quý. Nhưng mà khi vào trong giáo đoàn, Đức Phật đã chế ra bát kỉnh pháp để tất cả mọi người không có ai mà trên quyền trên hạng hay là thế này thế khác, để mà có thể so sánh nhau, tị hiềm nhau, khinh khi nhau, chế giễu nhau trong giáo đoàn của Đức Phật. Những người nào đang ứng dụng những cái điều đó là những cái phép phiền não, những phép hạ tiện trong giáo đoàn của Đức Phật, những người đó sẽ bị chỉ trích, những người đó sẽ bị quở trách, trên con đường tu tập sẽ khó thành đạt. Vì vậy các vị thấy rằng ý nghĩa bình đẳng trong lịch sử của Đức Phật đó là bình đẳng vai trò của nữ giới với nam giới. Đức Phật làm được điều đó, và chính cái điều đó chúng ta thấy rằng tinh thần này đã được Đại Thừa nâng cấp lên như một điều tuyệt vời, đó là Phật tánh bình đẳng mà chúng ta thấy sau này chúng ta được biết. Và trong kinh Pháp Hoa đã nói rằng tất cả chúng ta đều có tri kiến Phật và sẽ thành Phật. Và trong kinh Đại Bát Niết Bàn nói một câu rằng Đức Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Và vì vậy chúng ta tuyệt vời hơn các tôn giáo khác ở chỗ là chúng ta thành là thành Phật chứ không phải thành con dân của ngài. Những tôn giáo khác thì thần thánh này sẽ độ giáo hóa cho mọi người trở thành con dân của ngài, mai này cầu ta đi, cúng ta đi, mai này ta rước cho về đó, làm con dân của ta, hầu bên ta. Đó là những tư tưởng mà chúng ta thấy rằng chỉ có máy móc tưởng tượng như một đế chế thì có, sự thật không bao giờ có chuyện đó. Nhưng giá trị của Đức Phật, mặc dầu Đức Phật chúng ta được từng tôn xưng là bậc thầy của trời người, nhưng Đức Phật vẫn đưa địa vị của con người như thế nào? Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Có nghĩa là mai này tất cả các vị đều thành như Đức Phật đã thành như vậy đó. Có tin mình có khả năng đó không? Tin đi, bây giờ chưa được nhưng mà mai này tôi sẽ được. Xin thưa các vị, sự thật là như vậy. Tôi nói này có nghĩa là các vị hiểu như thế này. Bây giờ có một ông tiến sĩ, các vị nghĩ chỉ có mình không có khả năng tiến sĩ hả? Tôi nói thiệt với các vị, hết trong hội trường này nè, không ai không có khả năng tiến sĩ hết đó. Nhưng mà quá chăng tại chúng ta không học thôi. Nói thiệt chứ mà không, các vị không tin điều này hả? Bao nhiêu người có trong hội trường này là bao nhiêu vị tiến sĩ đó, nhưng mà tại tôi không học. Không, sự thật mà. Các vị đọc trong quyển Để Trở Thành Một Thiên Tài, các vị này người ta có nói một câu sao? Thiên
tài trong con người chỉ có 4% mà 96% còn lại là do sự cố gắng của mỗi người. Như vậy ở đây tôi không có được 4% thiên tài, nhưng mà tôi có 96% cố gắng của tôi thành ông. Xin thưa các vị là như vậy. Cho nên chính cái chỗ đó Đức Phật thừa nhận rằng trong mỗi con người chúng ta là một vị Phật, ai cũng có Phật tánh hết á. Nếu không có Phật tánh các vị tu làm sao thành Phật được? Nếu không có Phật tánh làm sao những người đệ tử của Đức Phật đương thời để trở thành các vị A-la-hán, thành cái bậc đạo quả như Ngài được? Chúng ta thấy cái điều đó cao siêu ở chỗ tính bình đẳng là đưa tất cả chúng sinh trở thành Phật như chính bản thân Ngài. Tuyệt vời, không có một tôn giáo thứ hai nào trên cuộc đời có được điều này. Các vị dẫn chứng được tôn giáo thứ hai nào đưa đến đây tôi chịu thua. Dẫn chứng đi. Có không? Xin thưa các vị, vì đạo Phật không phải là tôn giáo mới được điều này. Tôn giáo chỉ là cái gì? Tôn trọng thần linh thôi, dựng nên một ông thần thánh nào đó, không biết đầu đuôi thước tất gì hết, mặt mày trắng đen cao thấp gì hết, mà cứ gán vô hai chữ đó là một thượng đế hay một vị thần hay là một Rama gì đó, bắt người ta mà cúng kính suốt đời mà không biết ông đó là ai để làm được chuyện gì. Chắc chắn là như vậy. Cho nên một cái vị triết gia trên thế giới ông nói như thế nào? Con người sinh ra thượng đế chứ không phải thượng đế sinh ra con người. Hoàn toàn một câu chính xác. Thượng đế là sản phẩm của con người tự dệt lên, tạo lên, viết vẽ gì đó, đủ thứ trên cuộc đời để hình ảnh ra là một thượng đế để thống trị cái thế giới này, thế này, thế khác. Đó là chúng ta hoàn toàn tưởng tượng một con người phi lịch sử. Còn Đức Phật chúng ta là một con người lịch sử, hoàn toàn là một sự thật, không thể chối cãi được điều này. Cho nên nếu xem đạo Phật như một tôn giáo là cái nhìn chúng ta rất là phiến diện, còn giới hạn dữ lắm đó tất cả các vị. Cho nên chúng ta phải xem Đức Phật chúng ta là một bậc thầy, mà Đức Phật từng nói là ta là bậc đạo sư, có nghĩa là Ngài chỉ là người thầy dẫn đường thôi. Địa bàn này, những đường lối này, quả đồ này, những lập trình này ta đã làm hết cho các vị rồi. Các vị chỉ cần ứng dụng theo những con đường đã đi thôi, không cần phải làm lại như ta đã từng làm. Cũng giống như một vị thầy giáo dạy tất cả mọi việc cho học trò mình, tất cả mọi môn cách học thế nào dạy hết tất cả. Việc học được hay không quyền của chúng ta, ông thầy dạy hết sức mình thôi. Không thể nó thi rớt, ổng ẩm nó lên lớp được không? Con thầy giáo làm được không? Học trò mình gớt mình bồng lên lớp hết không? Có không? Không. Nó học bài không thuộc học giùm nó được không? Không. Đức Phật chúng ta chỉ là người thầy dẫn đường thôi, đi hay không quyền của các vị. Cho nên ở đây những giáo pháp của Đức Phật đã giới thiệu với chúng ta là để cho chúng ta có khả năng để trở thành Phật. Các vị giáo sư dạy cho các vị để trở thành giáo sư như ông, chứ không phải dạy các vị để trở thành học trò đâu. Nếu mà thầy mà dạy học trò mà mong nó trở thành học trò của mình á, thì xã hội này không bao giờ tiến triển được. Xã hội này sẽ đi theo góc độ này nè, có phải không? Thầy này giỏi hơn trò, cái mai mốt trò này nó làm thầy, nó sẽ giỏi hơn trò nó nữa, rồi nó giỏi nhất rồi còn là làm mặt đất gì không? Sao tiến bộ nổi? Cái chỗ này quan trọng vậy đó. Phải đưa ngang tầm với mình. Cho nên trong chùa có một cái câu vậy: đệ tử mà bằng thầy là thua thầy nửa đức. Vì vậy đệ tử phải hơn thầy. Và đời mình có một câu làm sao? Ai nói đúng? Quá hay, các vị cái gì cũng hiểu hết cả. Đó là con hơn cha nhà có phúc. Nó phải là như vậy chứ. Cho nên tất cả những vị thần thánh nào mà nói là cầu ta để mai mốt ta rước về làm con dân của ta là thua rồi, kiểu này là không bao giờ phát triển nổi. Đi thế giới này, đi xã hội này, một đầu óc như vậy không thể tiến bộ được. Cho nên chúng ta phải hiểu ngay cái chỗ này. Cho nên tôi mới nói rằng sự bình đẳng vĩ đại của Đức Phật tuyệt vời là chỗ này. Tiếp theo nữa chúng ta nhìn nhận như thế nào? Như những điều tôi đã trình bày, Đức Phật là một con người, không phải là một vị thần như các vị từng tưởng tượng. Nhưng mà nếu theo kinh Tăng Chi, như một cái câu tôi nói hồi nãy mà lời Đức Phật phát biểu với bà La Môn Đô Na đó, nếu là một vị thần thì Ngài phải là một vị thần đoạn tuyệt tất cả các lậu hoặc và chấm dứt nhân tố sinh tử luân hồi, cái đó mới đúng. Như vậy khi Ngài là một con người, Ngài đã chấm dứt những điều này.
Cho nên các vị học Phật, các vị phải ứng dụng được lời Phật dạy, là các vị có hạnh phúc an lạc ngay lúc các vị ứng dụng á. Chứ không phải các vị nào mà học Phật nói rằng tôi học Phật, tôi tu theo Phật để mai này tôi chết tôi mới được cái gì đó, thì cái người đó bị lệ thuộc vào tín ngưỡng hơi nhiều đó. Bởi vì Đức Phật từng dạy cho kinh Tăng Chi là Phật pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, được người trí tự mình giác hiểu. Như vậy hoàn toàn những lời dạy của Đức Phật chúng ta có cảm nhận được không? Các vị cảm nhận được lời Phật dạy không? Cảm nhận được hết chứ. Tùy khả năng, trình độ, căn cơ của chúng ta khác biệt nhau mà chúng ta có thể là cảm nhận được tùy phương diện trong lời Đức Phật dạy. Có thể hiểu không hết nhưng mà hiểu theo khả năng của mình. Chính cái chỗ này mà kinh Pháp Hoa trong phẩm Dược Tảo Dụ mà Đức Phật nói rằng khi một trận mưa xuống, dầu cây nhỏ cây lớn tất cả đều được thấm nhuần, là chỗ này. Lời dạy của Đức Phật nó không loại trừ cho ai cả. Không phải thông minh mới học được Phật, rồi không phải dốt không học theo Phật, không phải người thông minh mới có giác ngộ, rồi người dốt không giác ngộ được. Cái này không có trong đạo Phật nha các vị. Tất cả mọi người đều có khả năng giác ngộ và tu tập được hết á. Chúng ta có nhớ rằng một cái vị mà trong thời kỳ Đức Phật mà dốt không biết chữ đó là ai không? Quá hay, các vị giỏi thì các Phật tử Ấn Quang tuyệt vời. Ngày Phật đản các vị làm tôi vui vô cùng luôn á. Xin thưa các vị, đó là Châu Lợi Bằng Đạt, không biết một chữ nào hết trơn trọi á. Dạy chữ trước quên chữ sau, dạy chữ hai chữ chổi quét, học chữ chổi quên quét, học quét quên chổi. Mà các vị ở đây, các vị nghe nói giống chuyện trò hề, làm gì có chuyện đó. Nhưng mà các vị nhớ, khi chúng ta không bị nghiệp ràng buộc thì chúng ta nghĩ như vậy đó. Thử bị nghiệp ràng buộc đi rồi chúng ta coi cái đó có hay không. Đừng so sánh với mình, may mắn là mình chưa bị nghiệp đó ràng buộc. Giống như cầm điếu thuốc lên, tao chuyện đó đồ bỏ, tại vì từ đó giờ mình đấu hút. Nhưng mà thử hút, ghiền đi rồi bỏ, dễ hay khó? Cái chuyện đó nó mới vậy. Cho nên cái bài dòng nghiệp chướng tôi đã nói rồi, không cần lặp lại. Như vậy thì ở chỗ chúng ta thấy rằng Đức Phật là một con người tu tập và Ngài tìm đủ phương tiện để giới thiệu chánh pháp với tất cả mọi người. Dầu một hạng nào cũng có thể học được Phật pháp và có thể giúp ích cho mình trong đời sống thực tế này. Nếu các vị tu tập để mong rằng mai này chúng ta có đầy đủ thiện duyên thiện phước cho con đường tái sanh, cái này không có sai, không có sai. Đúng chứ không có sai, bởi vì thuyết luân hồi trong Phật giáo thì không phủ nhận điều này. Nhưng ai cũng nghĩ rằng tất cả những việc tôi làm để mai này sau khi chết để tôi hưởng một cái gì đó, thì cái việc này nó mang tính cách hơi máy móc, có tính cách yếu đuối, nó có tính cách hơi không thiết thực. Mặc dù vẫn thiết thực, mang con đường của tâm linh, nhưng chúng ta phải chứng minh được lời Phật dạy là trong ngay cuộc đời này tôi đã ứng dụng được một phần nào lời Phật dạy, tôi đã làm được cái gì. Cái đó mới quan trọng đó. Mai này cái được là dĩ nhiên rồi. Tất cả những gì chúng ta làm được trên cuộc đời này, dầu cho con kiến ăn, một việc làm phước dầu nhỏ như một cây kim ngọn cỏ, hay tất cả những điều đó hoàn toàn không mất trong cuộc đời chúng ta hôm nay và ngày mai. Nhưng tất cả mọi việc chúng ta làm đó, làm để ngày mai hưởng không, thì cái đó nó hơi thiếu thực tế một chút. Phải chứng tỏ được nếp sống chánh pháp, khả năng an lạc, chuyển hóa tâm hồn của chúng ta từ bi để xóa đi tất cả những hận thù, ích kỷ, sang tham. Phải xóa đi tất cả những cái lòng đố kỵ, hờn ghét của chúng ta. Phải xóa đi những cái gì hung dữ mà chúng ta từng gây đau khổ cho người khác. Phải bớt đi những tham vọng chèn ép để bóc lột người khác. Tất cả những cái này ta làm được trong cuộc đời, cái đó nó mới thiết thực hơn. Vì vậy giáo lý của Đức Phật chỉ mang cách chấp là chuyển hóa thực tế khổ đau ngay cuộc đời này trước cái đã. Dĩ nhiên thực tế chúng ta chuyển hóa được thì tương lai chúng ta chuyển hóa được. Bởi vì nhân tố ngày mai được cái gì hay không là quan trọng nhất là do nhân tố của hôm nay. Cho nên chúng ta nhìn nhận Đức Phật, đừng nhìn nhận như một vị thần, thì chúng ta sẽ không thấy sự tuyệt vời của Đức Phật lắm đâu. Mà Đức Phật có thể trở thành thần, hay là trở thành thánh, hay là thành Phật, thành một bậc vĩ nhân, là từ những con người bình thường mà Ngài đã nỗ lực vươn lên phi thường. Phi thường từ một con người như thế này mới là tuyệt vời. Cho nên tôi có giảng trong một cái bài giảng là Tình Người Tâm Phật, giảng tại Mỹ. Đó là tôi có nói như thế này:
Đức Phật không phải là Ngài làm những chuyện của một vị Phật. Sở dĩ Đức Phật thành Phật là làm bao nhiêu chuyện của chúng sinh có khả năng làm và vô lượng kiếp gom góp công đức tích lũy để trở nên một sự vĩ đại của một Đức Phật. Chứ chúng ta đừng nghĩ Phật chỉ làm cái việc của mấy ông Phật. Nếu làm có mấy việc của mấy ông Phật không dính dáng gì chúng ta trên cuộc đời này hết trời. Có phải vậy không? Sự thật là như vậy. Sự đơn giản nhất mà chúng ta đọc trong sự Đức Phật chúng ta thấy tuyệt vời. Trong thập đại đệ tử của Đức Phật có một người mù, đó là ai? Xin thưa các vị, đó là A Na Lượng. A Na Lượng đã tinh tấn tu tập đến độ mù hai con mắt. Nhưng mà mù hai con mắt nhưng mà chứng thánh quả và có tuệ nhãn. Thì trong cái đoạn sử này mình đọc mình mới thấy rằng Đức Phật tuyệt vời bằng những cái rất bình thường mà có làm. Khi Ngài A Na Lượng sở chỉ vô kim để mà mai khâu y áo của mình đó, thì lúc đó hết chỉ cái Ngài không thấy đường. Mặc dầu chứng thánh nhưng mà trên con mắt vật lý bị đuôi thì không thể thấy đường. Cho nên Ngài mới nói một câu như thế này là: các huynh đệ xung quanh có ai ở đó không? Xin xỏ chỉ giùm tôi. Lúc đó Đức Phật đang đi kinh hành xung quanh đó, nghe lời nói của A Na Lực, Đức Phật dừng chân trở lại mới nói rằng: có ta đây. Lúc đó A Na Lực mới quảng kinh, mới bạch Đức Thế Tôn: Ngài là bậc thầy của trời người, con đâu có dám như thế này, Ngài đừng làm con như vậy, mang tội với Ngài như vậy như vậy. Đức Phật bình thản như một con người tuyệt vời ở chỗ từ bi mà nói như thế này: Này A Na Lực, sở dĩ hôm nay ta được thành Phật là ta không bỏ một việc thiện, cho dù là xỏ kim như thế này, trong vô lượng kiếp mà ta thành Phật hôm nay. Câu nói của Ngài ở chỗ này. Như vậy Đức Phật có phải làm những gì của ông Phật không? Đức Phật làm những việc rất là trong khả năng của con người, ai cũng có thể làm được chuyện đó không? Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng sự tuyệt vời của Ngài ở những chỗ đó đó, mà chúng ta mới thấy rằng con người của Ngài mới tuyệt vời được. Tôi từng nghe Hòa Thượng Trí Quảng, là những bậc thầy đã từng dạy cho tôi nhiều năm trước đây, hay kể về Hòa Thượng Thiện Hòa của mình ở đây đây, tức là giám đốc Phật học đường Nam Việt là ở Ấn Quang này. Ngày xưa Ngài lãnh cái chức vụ gì? Ai đây nghe mà có điều nhớ? Hòa Thượng ngày xưa lãnh chức vụ là, mặc dù mình là đốc giáo như vậy đó, mà đi làm rửa nhà vệ sinh cho chư Tăng. Các vị thấy có khó hiểu không? Nhưng mà Ngài làm điều đó có giảm giá trị của một vị Hòa Thượng không? Mà chúng ta càng kính ngưỡng. Tuyệt vời ở chỗ đó đó các vị. Bây giờ Hòa Thượng Trí Tịnh của chúng ta, tôi được nghe kể thế này, tôi không làm thị giả Hòa Thượng cho nên tôi không có biết. Nhưng mà quý Ngài kể lại thế này: năm Hòa Thượng trên 70 tuổi, Hòa Thượng cầm cái thao đi giặt đồ, thì có một cái vị đó nói rằng: Hòa Thượng, Ngài già rồi, đồ Ngài để cho các vị thị giả giặt, chứ Ngài giặt làm chi, già cả rồi. Hòa Thượng trả lời câu: người ta vô đây người ta đi tu chứ không phải ta giặt đồ cho tôi. Hòa Thượng trả lời câu: chúng ta rất ngỡ ngàng những điều này. Cho nên các vị đừng nghĩ rằng khi các vị không gặp các vị Hòa Thượng hoặc các vị tránh xa, các vị cứ nghĩ quý Ngài ở trên mây. Không có đâu. Tại các vị không dám gặp là tại tự mình nghĩ, tự mình có khoảng cách. Chứ xin thưa các vị, không bao giờ. Càng tu cao chừng nào lòng từ càng lớn và cái khoảng cách với chúng sinh càng gần. Tại chúng ta cảm thấy đức độ của quý Ngài chúng ta tự xa cách, chứ thật sự không có một vị thầy quý Hòa Thượng nào xa cách với các vị hết á. Các vị thử gần gũi thì các vị biết. Đôi khi tu hành còn nhỏ như tôi còn phải đặt làm ga làm giác làm giá này kia rồi á, chứ các ngài không có đâu. Xin thưa các vị như vậy. Cho nên các vị mới thấy rằng khi càng tu tập lòng từ càng lớn, khoảng cách với chúng sinh càng gần, thì thương yêu chúng sinh không hết, có gì đâu mà chúng ta phải bận lòng. Nhưng mà chúng ta miễn gặp Hòa Thượng cái từ xa cái thấy chúng ta né, mà tôi không biết làm gì mà né. Làm sao vậy? Ở đây các vị vô chùa, các vị gặp mấy thầy nhỏ nhỏ dám gặp chứ đâu dám gặp quý Hòa Thượng đâu. Tại các vị nghĩ, chứ nếu các vị đã từng gặp đi, các vị sẽ thấy tuyệt vời ở chỗ này. Cũng như các vị thấy Đức Phật, ai nghĩ rằng Đức Phật ngồi một bên đệ tử của mình mà sâu một cây kim như vậy,
Các vị tưởng tượng được không? Vậy như vậy có phải là sự vĩ đại của Đức Phật chưa? Cho nên sự vĩ đại không mang cái nghĩa là chúng ta làm cái tưởng chuyện gì to tát trên cuộc đời này, chuyện gì cũng có thể trở nên vĩ đại hết á. Quan trọng nhất là lòng mình có vĩ đại hay không, lòng mình có tuyệt vời như những gì mình đã từng nói hay không. Tất cả những cái đó các vị tự làm các vị vĩ đại bằng những cái rất là đời thường. Bây giờ ở Việt Nam chúng ta có cô Tiên là người của Thụy Sĩ đó, cô làm những cái chuyện mà đi nuôi những con nít mồ côi quan dại ở trên Việt Nam này đó, cô làm những chuyện đó bình thường không? Rất bình thường, nhưng mà trở thành vĩ đại không? Vĩ đại bằng những cái bình thường mà chúng ta cứ nghĩ rằng tôi phải trở thành bác sĩ mới vĩ đại nghe, tôi phải trở thành tiến sĩ mới vĩ đại nghe, tôi trở thành giám đốc mới vĩ đại nghe, hoặc tôi mai này tôi trở thành tổng thống mới vĩ đại à? Không phải đâu. Tất cả chúng ta đều vĩ đại, ai cũng có một vai trò như nhau để hợp chung lại cho một xã hội này. Vai trò của chúng ta không có sự khác biệt. Nếu ông tổng thống mà không có dưới ông tổng thống, mấy cái người dưới hơn, ông làm gì được, bó tay chứ làm gì? Có phải vậy không? Xin thưa các vị, nó là như vậy. Cho nên học và tu theo Đức Phật, chúng ta thấy những sự tuyệt vời vĩ đại ở những điểm như thế này. Đừng tạo ra những cái mà lạc dị, đừng tạo ra những cái mà chúng ta khó tưởng tượng. Phật pháp không có cái gì khó tưởng tượng cả, cái gì cũng nằm trong tư duy và ứng dụng thực hành của mỗi con người chúng ta được cả. Chứ đừng có làm phức lắp hay là mê mờ cái này cái khác, không cần vẽ vời ra nhiều như vậy. Người sống theo chánh pháp đơn giản thiết thực rõ ràng như vậy, rất là thiết yếu như vậy. Cho nên tôi mới nói với tất cả các vị là điểm qua một vài ý tưởng vĩ đại của Đức Phật, chứ chỉ nói ra một vài sơ lược như vậy để chúng ta thấy được sự vĩ đại của Đức Phật là một con người. Đức Phật đã sử dụng triệt để của lòng từ bi, Đức Phật triệt để sự yêu thương, Đức Phật đã bình đẳng xóa giai cấp và giúp cho những người tu sĩ của chúng ta hôm nay học được rất nhiều điều. Những người tu sĩ và Phật tử chúng ta hôm nay cũng vậy. Thỉnh thoảng tôi nghe Phật tử mới nói là mấy ông thầy giàu nghèo gì đó. Tôi nói thiệt chứ, đối với tu là không có giàu và nghèo, có nhiều làm nhiều, có ít làm ít, không có thì nhịn đói chả sao cả. Chứ đừng nói là tu hôm nay giàu rồi vậy ha, theo người giàu theo người nghèo. Tôi không bao giờ tôi muốn nghe những câu này. Ai có quan niệm như vậy là quá ư là lệch lạc và tiễn cận. Mấy ông thầy tu giàu ăn được cái gì? Giàu ra ngoài mua thịt heo quay về ăn không? Xin thưa các vị, tất cả những gì có được của các thầy để làm cho Phật pháp, cho Tam Bảo và chúng sinh có nhiều làm nhiều, có ít làm ít, không có không làm, vậy thôi. Tại sao phải giàu hay là nghèo? Đồng tiền này đâu phải các thầy bằng lao động mà ra có được, chỉ bằng sự hy sinh hiến cúng của Phật tử khắp nơi để giúp cho các thầy có phương tiện làm lợi ích cho cuộc đời. Cho nên vào trong chùa thì không giàu không nghèo gì cả. Các vị Phật tử mà có ý niệm này tôi không đồng tình. Do các vị tự mặc cảm, các vị tự tách rời, các vị tự ngăn cách các vị bằng một lý do gì đó. Sự thật ở điều này không có trong chùa. Còn nếu có là một vài thành phần cá biệt nào đó, đừng cho đó là Phật giáo như vậy. Tôi dám tin chắc 100% như vậy. Người học Phật pháp phải triệt để như thế này. Cho nên tôi tóm yếu lại, hôm nay nhân mùa Phật đản, tôi chỉ liệt kê một vài ý tứ để chúng ta có một cái hình dung về Đức Phật chúng ta. Sự vĩ đại, sự tuyệt vời này trong suy tư của chúng ta có khả năng suy tư tới chứ không phải cả không. Sự giác ngộ có 102 trên cuộc đời. Vì vậy cho hôm nay là chúng ta về đây tưởng niệm cái lễ kỷ niệm đản sanh lần thứ 2634 năm, thì chúng ta tưởng niệm đến Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Và mỗi một mùa Phật đản về, chúng ta nên đem hoa trái mà chúng ta đã từng tu tập được để dâng lên cúng dường Đức Phật. Cái này thiết thực hơn. Từ người tu cho đến người đời, cho đến các vị Phật tử như thế này, mỗi một lần về mùa Phật đản về, chúng ta sẽ đem tất cả những gì Bạch Đức Thế Tôn trong một năm qua, trong một thời gian qua, con đã được tự thắng mình được những cái gì, con đã tự ban tặng cho đời được những cái gì, con ủng hộ cho Phật pháp được những cái gì. Tất cả những thành quả này con dâng đến tưởng niệm ngày đản sanh của Đức Phật. Con xứng đáng, con học theo gương của Đức Phật cả đời này, và nguyện từ một đời cho đến mãi mãi về sau, cho đến khi nào thành Phật, con không bao giờ thối lui trên cuộc đời theo Phật. Nhân mùa Phật đản hôm nay,
nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị thân tâm thường lạc, toàn gia an vui hạnh phúc, vạn sự phước từ. Đây là bài giảng. Bài giảng tôi đến đây là kết thúc. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn tất cả các vị đã dành thời giờ quý báu quý lắng nghe. Thay vì đoàn Phật, mời các vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật. Lòng lành sướng sớm bình minh, mừng ngày Phật đản, gió lành ngát hương, bậc đại giác đã mở đường, quang minh chân lý làm gương cho đời chúng sinh trong biển luân hồi, nghiệp sâu chướng nặng chơi vơi mê mờ, bè từ cứu độ nguy cơ cho người hướng thiện đến bờ an nhiên. Lạy Phật Tổ đấng đại hiền, chúng con quỳ trước đài sen nguyện cầu, cầu xin bốn biển năm châu đạo vàng sáng tỏ, nhiệm màu thế gian.